Chào mừng các bạn đã đến với kênh Duy Thân Food. Đây là món mứt khóm hay còn gọi là mứt thơm á các bạn. Mứt rất dẻo mềm luôn, do được sên từ đường và bạch nha. Đậu phộng và mè thì thơm béo nè, độ ngọt thanh vừa phải, hơi ngọt ngọt chua chua, không có bị ngấy các bạn. Nếu bạn nào thích mứt này xin mời cùng vào bếp thực hiện với mình để gia đình cùng thưởng thức trong những ngày Tết sắp tới này nha. Và đầu tiên là cái phần khóm để chọn làm mứt á, các bạn nên chọn cái trái khóm nó vừa chín tới thôi. Mình không nên chọn trái xanh mà cũng không nên chọn mà trái nào mà nó chín rục nữa. Chín rục nó nước nhiều lắm, mình nấu rất là lâu luôn mà khi mà thu được phần mứt rất là ít. Và cái cách để sơ chế cái phần khóm này là các bạn dùng cái nĩa mình nạo từ từ. Mình nạo từ trên xuống như nè. Các bạn cứ làm như mình rất là dễ luôn, rất là nhanh luôn. Các bạn cũng có thể dùng dao mình cắt nhỏ ra, nhưng mình thấy cái cách mà dùng nĩa nạo này là rất là hay luôn. Nó còn cái phần muối sơ khi mình sơn xong á, nó rất là đẹp nữa. Mà các bạn tuyệt đối cái phần này là mình không có cho vào máy xay sinh tố mình xay nha. Và khi mình nạo hết cái phần muối bên ngoài rồi, cái phần cái lỗi cùi bên trong á mình sẽ bỏ. Cho nên là khi mà mình nạo xong hết á, mình mới cân cái phần thành phẩm. Mình sử dụng là khoảng 3 trái này nè. Và khi nạo xong mình mới cân, tại mình phải bỏ phần cùi nữa, nếu mình cân trước nó sẽ không chính xác. Nè, rất là nhanh luôn các bạn, mình làm xong một trái rồi nè. Phần cùi này mình sẽ bỏ. Và khi nạo xong hết 3 trái, mình cân lại phần này là 1,3 kg đó các bạn. Mình định làm 1 kg nhưng mà ba trái khóm này hơi bị to nên mình cân ra 1,3 kg, mình sẽ làm hết luôn. Và tiếp tục mình sẽ cho vào cái chảo hơi rộng nè để mình nấu. Một ký ba khóm này á, thì mình sẽ sử dụng là 300 g đường. Các bạn có thể sử dụng đường vàng hay đường trắng gì cũng được. Và mình sẽ cho vào đây là 200 g mạch nha. Nếu không có mạch nha thì các bạn sử dụng luôn tổng cộng là 500 g đường. Nhưng mà nếu có thể thì các bạn nên cho phần mạch nha vào đây nha. Để mình thu được cái phần mứt nó có màu bóng đẹp nè. Mà nó hạn chế nó bị lại đường nữa. Nó sẽ không bị cứng. Phần mứt của mình sẽ rất là dẻo luôn. Và tiếp tục mình cho vào đây là 4 muỗng canh. Cái này là nước cốt tắc. Các bạn có thể thay thế bằng nước cốt chanh cũng được, nhưng mình thấy nước cốt tắc ngon hơn, nó thơm hơn nữa. Cho vào hết rồi mình đảo đều rồi. Đầu tiên các bạn cứ mở lửa lớn. Khi lúc đầu này nó còn nước nhiều nè, mình cứ mở lửa lớn không sao cả, để cho nó mau cạn. Lúc đầu thì mình cứ cho lửa trên trung bình á, để cho nó sôi mạnh nó và nó cho nó mau cạn. Và mình không cần phải sơ đảo nhiều đâu các bạn. Khoảng 5-10 phút mình đảo nhẹ một lần thôi, mình không nên đảo nhiều nha. Nó còn rất nhiều nước nên nó không có bị khét đâu, các bạn đừng lo. Và mình cứ để đây qua một bên, mình sẽ giới thiệu cái phần nguyên liệu còn lại với các bạn nha. Nguyên liệu còn lại đó là sẽ là mè và đậu phộng. Đậu phộng thì mình cũng đã rang rồi nè. Tùy các bạn thích nhiều hay ít thôi. 1,3 kg thì khoảng từ 200 đến 250 g là vừa. Này là mình đã rang rồi nha các bạn. Phần mè thì cũng tùy luôn. Phần mè mình sử dụng đây là 150 g, mình đã rang rồi. Mình lưu ý là mè rang các bạn nên rang với lửa thật là nhỏ luôn nha, chứ rang từ từ. Phần rang này khoảng từ 7 tới 10 phút. Các bạn phải kỹ phần này thì phần mè mình mới bảo quản được lâu nha. Do mình sử dụng nhiều mè là do mình thích ăn mè đó. Với mình định là mình sẽ bao cái lớp mè bên ngoài cái phần mứt luôn, mình không cần phải gói giấy kiến, để mình cho vào hộp luôn á. Còn các bạn không thích thì mình sử dụng ít hơn cũng không sao cả. Trở lại với phần khóm nè, mình nấu cũng đã gần 1 tiếng rồi nè các bạn, nó cũng đã cạn nước bớt nè. Thì trong lúc này thì các bạn sẽ giảm lửa dần dần nha. Và khi thấy nó đã chuyển màu rồi nè, màu đã sậm hơn rồi nè, mình sẽ đảo thường xuyên hơn. Nhưng mà các bạn không có quậy, không có khuấy nhiều nha, mình đảo giống mình như nè. Mình đảo lên, đảo xuống, mình xúc lên rồi mình úp qua gì đó, cũng vừa vừa thôi, mình không cần phải đảo nhiều. Và nhớ giảm lửa là dần dần. Khi nó sậm như vậy rồi nè, mình giảm lửa nhỏ luôn.
Nó như vậy chứ nó còn chưa được đâu các bạn, nó còn lâu lắm nè. Trong cái phần sên này ít nhất cũng phải từ 1 tiếng 45 phút tới 2 tiếng á. Khi các bạn đè cái sạn xuống thấy nó còn ra cái những cái bọt nước á là chưa được nha, mình vẫn phải sên tiếp á. Và đến khi các bạn thấy nó đã khô, nó đã ráo lại rồi nè, và các bạn thấy trong cái phần khóm á, nó đã hiện ra những cái sơ á, và bên khi mình xúc lên nè, nó dính trên cái sạn luôn vậy nè, vậy là được rồi. Mình sẽ tắt lửa luôn, nếu dùng bếp điện thì các bạn nhấc cái chảo ra khỏi bếp luôn. Mình đảo cho nó đều lên một lần nữa rồi mình cho đậu phộng vào. Một ký ba là mình còn nhiêu đây đấy các bạn, mình sử dụng là 200 g đậu phộng. Các bạn có thể tăng lên 250 cũng được. Đậu phộng nhiều nó cũng ngon lắm. Và tiếp tục mình đảo cho đều phần đậu phộng và cái phần phần khóm này. Nó đều hết với nhau rồi mình cho ra ra khuôn mình ép. Các bạn phải làm luôn trong lúc còn nóng này nha, để nó nguội nó sẽ bị dẻ lại, mình khó làm lắm. Mình sẽ cho ra cái mâm hay cái gì cũng được, mình sẽ lót một lớp giấy nến nè cho nó không bị dính, và mình trải lên một lớp mè dày luôn. Mè mình sử dụng 150 g nó sẽ rất là nhiều nên mình cho thoải mái luôn, nó mình sẽ dễ ép hơn, nó không có bị dính các bạn. Cho đều một lớp mè dày là mình cho hết cái phần mứt mình đã trộn đều nè, mình cho vào đây. Các bạn có thể gom lại một cục cho nó gọn hơn rồi mình cho vào á, mình cho ra đây mình sẽ dễ ép hơn nha. Tiếp tục mình rải một lớp mè lên trên. Mình dùng tay mình ép nó xuống vậy nè. Chỗ nào nó chưa có mè thì mình rắc mè lên cho nó không bị dính tay. Các bạn có thể sửa lại theo cái như cái hình chữ nhật vậy đó. Rồi một tí nữa mình cán ra. Các bạn cũng làm mỏng thôi, khoảng 1 cm tới 1,5 cm là vừa, cũng đừng làm dày quá. Mình sửa cho nó thành hình rồi nè, rồi các bạn sử dụng thêm một miếng giấy nến rồi mình đậy lên. Mình có thể lấy cái cây cán bột hoặc là cái chai nào nó có hình tròn á, mình cán nó ra thì nó dễ hơn. Trong lúc nó còn hơi nóng vậy là mình cũng làm luôn, mình không có chờ nguội nha các bạn. Nguội nó dễ lại rồi mình không có sửa được. Mình cán nó đều rồi nè, và mình để cho nó nguội luôn trong khoảng từ 2 tới 3 tiếng á, nó nguội hẳn luôn mình mới cắt ra được nha. Và đây là phần mứt mình đã để nguội hẳn luôn rồi nè, mình sẽ cắt ra cho các bạn xem nha. Và đây là phần mứt mình đã cắt ra rồi nè các bạn, nó rất là mềm dẻo luôn á, do mình đã xên từ đường nè và mạch nha và có thêm nước cốt tắc nữa thì bảo đảm nó sẽ không bị cứng. Chỉ lo ở chỗ là nếu các bạn mà tắt lửa sớm quá mình xên không tới á thì nó sẽ bị bở nha, nó không có kết dính lại được. Các bạn phải sên cho kỹ, khi nào mà thấy nó ráo hết phần nước luôn mà trong phần mứt nó hiện ra những cái sơ á, thì mình có thể tắt lửa và trộn cái phần đậu đậu phộng vào được. Khi mình cắt ra từng thanh vậy rồi, các bạn có thể cắt ra từng miếng nhỏ vừa ăn vừa ý mình, rồi mình quấn cái giấy kiến, bọc giấy kiến lại. Con này là mình làm để ở nhà ăn á, nên mình chỉ cắt nhỏ ra rồi mình phủ cái phần mè còn thừa lại ở các đường lát cắt sau này đó, để mình cho vào hộp nó không bị dính với nhau là được rồi. Do mình cũng rất là thích ăn cái phần mè này nhiều luôn. Vậy là chia sẻ về món mứt khóm, mứt thơm dẻo ngon của mình đã hoàn thành rồi nè các bạn. Tết sắp đến rồi, các bạn hãy tự tay làm cho gia đình mình thưởng thức một lần nha. Cảm ơn các bạn theo dõi hết video của mình. Hẹn gặp lại các bạn video sau.